động mạch cổ về tim về thâm nhĩ phải thông qua tĩnh mạch cánh ngoài và tĩnh mạch cánh trong. Hai tĩnh mạch đầu mạch cổ cũng không có van, do đó khi tăng áp lực lồng ngực hoặc ổ bụng, tràn dịch màng tim hoặc là suy tim phải thì sẽ dẫn đến tĩnh mạch cổ nổi. Ứng dụng lâm sàng thứ nhất, để đo áp lực tĩnh mạch trung tâm thì đo tổng tĩnh mạch gì để tránh biến chứng và tai biến nhất? Tĩnh mạch cánh ngoài, tĩnh mạch cánh trong, tĩnh mạch đầu, tĩnh mạch nền hoặc là tĩnh mạch dưới đòn. Ứng dụng lâm sàng thứ hai là biết cách đo áp lực tĩnh mạch trung tâm ở bệnh nhân suy tim phải.